Dù sống hay chết, tôi vẫn thuộc về Chúa Kitô. Dù sống hay chết, tôi vẫn thuộc về Chúa Kitô. Tôi luôn luôn tin khắc nơi Ngài, tôi luôn luôn vững tin nơi Ngài. Ngài là Đấng cứu độ của tôi. Không ai sống cho chính mình và không ai chết cho chính mình. Chúng ta sống là sống cho Chúa, chúng ta chết cũng là chết cho Ngài. Dù sống hay chết, tôi vẫn thuộc về Chúa Kitô. Dù sống hay chết, tôi vẫn thuộc về Chúa Kitô. Tôi luôn luôn tin khắc nơi Ngài, tôi luôn luôn vững tin nơi Ngài. Ngài là Đấng cứu độ của tôi khao khát trong mong Ngài, lòng tôi vui sướng ơn cứu độ. Chúa là Đấng giàu ân sủng, Chúa, Chúa tha thứ những lầm lỗi trong đời. Trời lại xuống ban xét kẻ sống và kẻ chết, tôi tin kính
sống vậy. Amen. Anh chị em thân mến, Thiên Chúa là Cha Đức Giêsu Kitô, Chúa chúng ta, Người là Cha giàu lòng từ bi nhân ái và là Thiên Chúa hằng sẵn sàng nâng đỡ ủi an. Người luôn nâng đỡ ủi an chúng ta trong mọi cơn gian nan thử thách. Xin cho đoàn hát. Anh em chúng con mới lìa bỏ trần gian,
Ước gì ông An Tôn được sống bên Chúa, được vui hưởng bình an với tất cả những ai Chúa đã gọi vào nước trời. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con. Amen. Đoàn hát. Anh em thân mến, không ai trong chúng ta được sống cho mình và cũng không ai chết cho mình. Vì nếu chúng ta sống là sống cho Chúa, nếu chúng ta chết là chết cho Chúa. Vì vậy, mỗi người chúng ta sẽ phải trả lẽ về chính mình với Thiên Chúa. Đó là lời Chúa. À, ơn Chúa. Lời nguyện cộng đoàn. Anh chị em thân mến, chúng ta hãy thành khẩn cầu xin Thiên Chúa là Cha toàn năng đã làm cho Chúa Kitô con của Người từ cõi chết sống lại, ban ơn cứu độ cho kẻ sống cũng như người đã qua đời. Chúng ta hãy cầu xin Chúa cho người quá cố là ông An Tôn xưa kia nhờ phép rửa tội đã tiếp nhận mầm sống vĩnh cửu, được hợp đoàn cùng các thánh trên chốn đời đời. Xin Chúa nhận lời chúng con. Lạy Cha chúng con ở trên trời, chúng con nguyện danh Cha và sám được Cha chỉ đến ý Cha thể hiện dưới đất cũng như trên trời. Xin Cha cho chúng con hôm nay lương thực hàng ngày và tha nợ chúng con như chúng con cũng tha kẻ có nợ chúng con. Xin chớ để chúng con xa trước cám dỗ, nhưng cứu chúng con cho khỏi sự dữ. Amen. Lạy phép thi hài, chúng ta dâng lời cầu nguyện. Lạy Chúa, Chúa đã biểu lộ tình thương mãnh liệt khi cho con Chúa là Đức Giêsu Kitô xuống thế chịu khổ hình thập giá vì chúng con. Giờ đây chúng con cậy vào lòng nhân từ và quyền năng của Chúa mà xin cho ông An Tôn của chúng con được chia sẻ vinh quang với Đức Kitô, đấng đã chiến thắng sự chết, và xin cho ông An Tôn được tham dự vào đời sống phục sinh của Người đến muôn đời. Amen. Làm phép quan tài, chúng ta dâng lời cầu nguyện. Lạy Thiên Chúa toàn năng hằng hữu, khi tác thành vũ trụ hữu hình, Chúa đã ban phúc cho tất cả. Khi ngôi lời nhập thể, Chúa còn thánh hóa cách lạ lùng hơn. Cúi xin Chúa chúc phúc cho chiếc quan tài này để trở nên nhà tạm cho thân xác ông An Tôn trong lúc chờ đợi ngày quang lâm huy hoàng của Đức Kitô đang ngự bên hữu Đức Chúa Cha trong Chúa Thánh Thần, Người hằng sống và hằng trị muôn đời. Amen. Con cứ ngỡ rằng núi Thái Sơn không bao giờ ngã xuống. Con cứ ngỡ rằng bàn tay Cha mãi mãi bên con. Nhưng hôm nay bóng dáng Cha đã khuất xa rồi. Núi Thái Sơn ngã bóng cuối trời. Con ở lại với nỗi đơn côi, gọi thầm tên Cha, Cha ơi, Cha ơi.
con cứ ngỡ rằng nỗi đau kia một đời đứng vững. Con cứ ngỡ rằng rồi mai đây được báo hiếu công ơn. Nhưng hôm nay tấm thân cha về với cát bụi, núi Thái Sơn chìm giữa biên đời, có dòng lệ thấm xuống đại dương. Nhưng hôm nay tấm thân cha về với cát bụi, núi Thái Sơn tìm đến cội nguồn, có dòng lệ thấm xuống hồn con. Kính thưa linh hồn cụ An Tôn, kính thưa gia đình Tam Quyến, hôm nay giáo họ Thát Đông chúng con gồm ban mục vụ, các trưởng các hội đoàn cùng toàn thể cộng đoàn trong giáo họ hội tụ về đây có lời kinh nguyện cầu nguyện cho linh hồn cụ An Tôn. Thank you.
nhân dưới đất cũng như trên trời, xin Cha cho chúng con hôm nay lương thực hàng ngày, và tha nợ chúng con như chúng con cũng tha kẻ có nợ chúng con, xin chớ để chúng con xa trước cám dỗ, nhưng cứu chúng con cho khỏi sự dữ. Amen. Chúa lời cầu nguyện cho linh hồn ông Anton, và xin Chúa qua công nghiệp của Ngài cho linh hồn ông Anton nhanh chóng trở về với ông bà tổ tiên bên sum họp bên nhà cha. Giờ đây con kính mời toàn thể sân tang hãy cùng với chúng con hiệp dâng lên Chúa những lời cầu xin cho linh hồn ông Anton. Nhân danh Cha và Con và Thánh Thần. Amen. Lạy Cha chúng con ở trên trời, chúng con nguyện danh Cha cả sáng, con Cha chỉ đến đi, Cha thể hiện dưới đất cũng như trên trời, xin Cha cho chúng con hôm nay lương thực hàng ngày, và tha nợ chúng con như chúng con cũng tha kẻ có nợ chúng con, xin
xin cho để chúng con ra cho cam do đừng kêu chúng. Quý cha Phaolô giáo xứ kẻ nghề viếng ân trưa nay tình yêu như bát nước đầy đầy thêm. Được tin ông Anton về với Chúa, cha Phaolô thuộc giáo xứ kẻ nghề về đây để cầu nguyện kính viếng ông Anton cũng như chia buồn cùng tang quyến. Xin kính mời cha và phòng tang kính viếng. Và sau khi kính viếng cầu nguyện cho ông xong, xin quý cha Phaolô ban bình an cho gia đình nhà hiếu chúng con.
trên trời xin cha cho chúng con hôm nay lương thực hàng ngày, và tha nợ chúng con như chúng con cũng tha kẻ nợ chúng con, xin trở về chúng con già trước cám đổ những kiếm chúng con cho khỏi sự lừa ăn. Được tin Chúa gọi ông An Tôn về với Chúa, cha Du Xe, giáo sứ Phú Đa cùng quý thầy và các ông trong ban chấp hành của giáo sứ Phú Đa hội tụ về đây để cầu nguyện kính viếng ông An Tôn cũng như chia buồn cùng tan quyến. Xin kính mời. Phú Đa và gia đình ông Chánh Biên cũng như là thầy Long, thầy Tuyến để hiệp ý cầu nguyện cho ông An Tôn. Xin Chúa ban thưởng nước trời cho ông An Tôn. Xin Chúa làm cho ông An Tôn được hoan hỷ trong ơn cứu độ của Chúa. Giờ đây xin mọi người cùng hợp ý với anh em chúng con để chúng ta dâng lời cầu nguyện. Nhân danh Cha và Con và Thánh Thần. Amen. Lạy Cha chúng con ở trên trời, chúng con nguyện danh Cha cả sáng, nước Cha chỉ đến, ý Cha thể hiện dưới đất cũng như trên trời. Xin Cha cho chúng con hôm nay lương thực hàng ngày, và tha nợ chúng con như chúng con cũng tha lẽ. Xin chớ để chúng con xa trước cám dỗ, nhưng cứu chúng con cho khỏi sự dữ. Amen. Chúng con cậy vì danh Chúa nhân từ, xin cho linh hồn An Tôn được lên chốn nghỉ ngơi, hằng xem thấy mặt Đức Chúa Trời sáng láng vui vẻ vô cùng. Nhân danh Cha và Con và Thánh Thần. Vâng, được tin ông 250 về với Thiên Tổ, các anh chị em, các gia đình đường bưu điện về đây để kính viếng hương hồn ông cũng như chia buồn cùng tang quyến. Xin kính mời đoàn vào phòng tang kính viếng.
những ông 250 về với tiên tổ, ông Khánh, ông Vinh ở xóm nhà về đây để kính viếng hương hồn ông cũng như chia buồn cùng tang quyến. Vâng, được tin ông 250 về với tiên tổ. Cháu Quân Ngoan ở trường cấp 3, trường cấp 2, xóm trường cấp 2 về đây để kính viếng hương hồn ông cũng như chia buồn cùng tang quyến. Xin mời cháu phòng tang kính viếng. Được tin trước hỏi ông An Tôn về hưởng tôn nhan nơi thiên quốc, ban Caritas giáo xứ Bảo Lâm, bà Trường, hai em Phương, Cúc cùng các gia đình hai con Hạnh, Tuyền, gia đình ông Sô, giáo họ Lăng Xá, gia đình cháu Hồng Anh, giáo họ Cầu Kiều, gia đình chị Bốn, giáo họ Bảo Lâm Trong, gia đình ông Thế Huyền ở Thiên Tuế về đây để cầu nguyện kính viếng linh hồn ông An Tôn cũng như chia buồn cùng tang quyến. Các gia đình hai cháu Thịt Loan thuộc giáo họ Cầu Kiều, gia đình ông bà Thuật, gia đình ông bà Giật cùng các con Tân, Tiến, Thiện, Huế giáo họ Mỹ Lộc, gia đình cháu Việt Vui, gia đình Thức Nga thuộc giáo họ Quang Sáng, gia đình Kim Thoa thuộc giáo họ Bảo Long Trong Mỹ Hạng, hai cháu Đường Nguyên đang sinh sống tại cộng Hà Xét về đây để cầu nguyện kính viếng linh hồn An Tôn cũng như chia buồn cùng tang quyến. Xin kính mời đoàn vào phòng tang kính viếng. Thank you.
Vâng, gia đình đại hiếu xin cảm ơn 10 gia đình đã hội tụ về đây để cầu nguyện cho ông An Tôn cũng như chia buồn cùng tan kiến. Được tin Chúa gọi ông An Tôn về với Chúa, quý cha bản nương An Tôn là cha xứ của giáo xứ Thủy Ứng hơn 120 cây số, cùng với các gia đình con cháu cụ Phú, gia đình ông Long thuộc giáo họ dị sử, gia đình bạn Việt Vạn, gia đình em Nga, em Quy, giáo xứ Như Thức về đây để đọc kinh cầu nguyện cho ông An Tôn cũng như chia buồn cùng tan quyến. Xin kính mời quý cha cùng với các gia đình vào phòng tang kính viếng. Lắm. Bởi vì Chúa đã ban cho ông tuổi đời cũng là ngoại thất thập, thế rồi đã có một thời gian chuẩn bị một cách rất bình an trong cơn bệnh tật gần 2 năm trời, cho nên đấy là cái thời gian chuẩn bị cho sự ra đi, thì đó không có cái gì là đáng ngạc nhiên. Thế và ông ra đi thì trong sự tạ ơn Thiên Chúa, vì ông cũng sinh ra là một người làm con của Chúa và người con tốt đẹp, thì sự ra đi của ông là một cái sự hoàn hảo trong hành trình của một con người và của người con của Chúa. Thì chúng ta xa cách thì luôn luôn là có sự luyến tiếc và có những sự xúc động, có cả đau buồn, đó là chuyện dĩ nhiên của tâm lý con người. Nhưng đức tin luôn luôn củng cố và đem lại cho chúng ta niềm vui. Nên giờ đây chúng tôi cùng dâng lên lời kinh nguyện để cầu nguyện cho ông. Nhân danh Cha và Con và Thánh Thần, amen. Lạy Cha chúng con ở trên trời, chúng con nguyện danh Cha cả sáng nước Cha chỉ đến khi Cha thể hiện dưới đất cũng như trên trời. Xin Cha cho chúng con hôm nay lương thực hàng ngày và tha nợ chúng con như chúng con cũng tha kẻ có nợ chúng con. Xin Cha để chúng con sợ cho cám dỗ nhưng cứu chúng con cho khỏi sự dữ. Cầu nguyện cho mọi người trong gia đình qua bài hát Lạy Mẹ Xin Yên Tôn. Lạy Mẹ Xin Yên Tôn, chúng con luôn luôn Mẹ từ bi xin tha những nỗi khổ buồn. Bye.
được tin ông 250 về với tiên tổ. Tập thể lớp 12A Mỹ Lộc, niên khóa 2000-2003, bạn của Thơm, người con gái của ông, về đây để kính viếng hương hồn ông cũng như chia buồn cùng tang quyến. Xin kính mời đoàn vào phòng tang kính viếng. Trước linh sàng ông, xin anh em hãy dành một phút mặc niệm. Phút mặc niệm bắt đầu. Gia đình nhà Hiếu xin cảm ơn anh em. Gia đình con bà Năm ở giáo họ Năm Xá về đây để cầu nguyện cho ông An Tôn cũng như chia buồn cùng tang quyến. Vâng, gia đình nhà Hiếu xin cảm ơn tấm lòng của anh. Gia đình cháu Duy Giang thuộc giáo xứ Như Thức về đây để cầu nguyện kính viếng ông An Tôn và chia buồn cùng tang quyến. Cụ Hương, cụ Tá, cây cao bóp cả của giáo xứ Như Thức cùng với hai anh em Toàn Cúc ở xóm Cầu Kim về đây cầu nguyện kính viếng linh hồn ông An Tôn cũng như chia buồn cùng tang quyến. Được tin ông 250 về với tiên tổ, gia đình ông Thịnh, gia đình ông Vượng thuộc giáo, thuộc thôn nhà về đây để kính viếng hương hồn ông cũng như chia buồn cùng tang quyến. Ban tang lễ xin giới thiệu và kính mời cô Bảo, gia đình ông Hiếu, gia đình ông Hoài, gia đình ông Nghiệp, gia đình cháu Bình Thúy thuộc giáo xứ Như Thức về đây được tin Chúa gọi ông An Tôn về với Chúa. Các gia đình đã về đây để cầu nguyện kính viếng linh hồn ông An Tôn
cũng như chia buồn cùng tan quyến. Tôi gia đình ngày hiếu chúng con xin cảm ơn cô cùng gia đình, các gia đình thuộc giáo hoặc nhà, ông bà ngọ, gia đình Tiến Thắm, Tân Phương, Tường Thắm, Nam Huyền, Đông Phương, Thúy Phân, Bọc Mai và bà Điền thuộc giáo họ Ngọc Xá hội tụ về đây để cầu nguyện kính viếng cho linh hồn ông An Tôn cũng như chia buồn cùng tang quyến. Xin cảm ơn tấm lòng của ông bà thông gia tỉnh Lân Khuy, Tháp Đoài, gia đình Hảo Hà, Sài Gòn, bạn của Hương Thơm, người tế tử của ông, cháu Hoàng Yến ở xóm 7, thôn Sắc, được tin ông 250 về với tên tổ. Các cháu đã về đây để kính viếng hương hồn ông, cũng như chia buồn cùng tang quyến. Xin kính mời đoàn. Được tin Chúa gọi ông An Tôn về với Chúa, giáo họ Ngọc Xá cùng các gia đình, ông bà thông gia Tân Cập, cháu Mạnh Thật, gia đình Toàn Thúy, gia đình Thắm Cường, hội mân côi của giáo họ Ngọc Xá, gia đình ông bà Sáng, cháu Hồng Trưởng, gia đình Thịnh Hoàng, gia đình Chiến Tình, cùng với
gia đình Hoàn Tám thuộc giáo họ Cầu Tha được tin Chúa gọi ông Anton về với Chúa. Các giáo họ và các đoàn thể cùng các gia đình về đây để cầu nguyện kính viếng ông Anton cũng như chia buồn cùng tang quyến. Hội đồng mục vụ giáo xứ Bảo Long cùng các gia đình, cùng với các con các cháu của bà Hân thuộc giáo xứ Phú Ốc, gia đình ông bà Cường thuộc giáo họ Tự Tân về đây để đọc kinh cầu nguyện kính viếng linh hồn ông Anton cũng như chia buồn cùng tang quyến. Thank you.
Được tin Chúa gọi ông Anton về hưởng tôn nhan nơi thiên quốc, các vị trong ban mục vụ cùng với một số gia đình cô lệ, gia đình em Hiệp Lịch, gia đình em Trọng Lan, em Hiền Thảo, cháu Mai Thành về đây để cầu nguyện kính viếng linh hồn ông Anton cũng như chia buồn cùng tang quyến. Ban tang lễ xin giới thiệu và kính mời gia đình cháu Bách Sa ở thôn Tháp Đoài, được tin ông 250 về với tiên tổ, các cháu về đây để kính viếng hương hồn ông. Xin kính mời các cháu. Chúng tôi xin trân trọng giới thiệu và kính mời đoàn giới trẻ của giáo họ Thác Đông cùng với gia đình cháu Hân Tử ở xứ Đào Duyên, gia đình cháu Lụ, gia đình cháu Cẩn Thu, gia đình cháu Sĩ Minh thuộc giáo xứ Phú Ốc, gia đình cháu Hoa, gia đình cháu Tuân Hiền và phòng tang dâng hương, dâng hoa, dâng lời kinh nguyện cầu cho linh hồn an tôn. Xin kính mời đoàn. Chúng con cậy về danh Chúa nhân từ cho linh hồn.
xem thấy mặt Đức Chúa Trời sáng lắm vui vẻ vô cùng. Amen. Từ chốn thiên đình vũ ban tang lễ xin giới thiệu và kính mời gia đình ông, gia đình bà Thiện cùng các con cháu giáo họ Thác Đông cùng với gia đình hai em Hòa, giáo xứ Như Thức được tin ông về với Chúa. Hai gia đình đã về đây để đọc kinh cầu nguyện cho linh hồn ông An Tôn cũng như chia buồn cùng tang quyến. Gia đình bà Lan, cô Tuyết ở Tháp Đông, gia đình bà Luận ở Tháp Đông, cháu Quyên, bạn cháu Thương cùng với cháu Hùng về phòng tang dâng hương dâng hoa kính viếng linh hồn An Tôn. Xin kính mời đoàn. Được tin Chúa gọi ông An Tôn về với Chúa, gia đình ông bà Đông, bà Phương cùng các con cháu về đây để đọc kinh cầu nguyện kính viếng linh hồn ông An Tôn cũng như phân yêu cùng gia đình tang quyến. Các gia đình cụ Điển, gia đình ông Nhất, gia đình ông Tuyển, gia đình ông Thiện thuộc giáo họ Tự Tân, xứ Bảo Long về đây để cầu nguyện kính viếng linh hồn ông An Tôn cũng như chia buồn cùng tang quyến. Vâng, gia đình đại hiếu xin cảm ơn tấm lòng của các gia đình thuộc ban tang lễ. Chúng tôi xin trân trọng giới thiệu và kính mời gia đình em Hiền Thuấn tại xóm Đoài được tin cụ 250 về với tiên tổ. Gia đình đã về phòng tang dâng hương dâng hoa kính viếng hương hồn cụ. Xin kính mời. Thank you.
xin giới thiệu đội bóng của thôn nhà, bạn của thôn. Được tin ông 250 về với tiên tổ, anh em đã về đây để kính viếng. Vâng, xin cảm ơn tấm lòng hai anh. Giờ đây trước linh sản ông, xin anh em hãy dành một phút mặc niệm. Phút mặc niệm bắt đầu. Thôi, gia đình cháu Trường Nhung, Tuấn Linh, gia đình cháu Huân Lan ở xóm nhà về đây để kính viếng linh hồn ông cũng như chia buồn cùng gia đình tang quyến. Xin kính mời các gia đình vào phòng tang kính viếng. Vâng, gia đình nhà Hiếu xin cảm ơn tấm lòng của các cháu. Gia đình ông bà Tư, gia đình cháu Huyền, gia đình cháu Lương, cháu Miên, cháu Tam thuộc giáo họ Khánh Thôn, giáo xứ Trẻ Mới. Xin cho linh hồn an tôn được đến chốn nghỉ ngơi, học xem tay mặt Đức Chúa Trời sáng ngang vui vẻ vô cùng. Amen. Vâng, gia đình đầy yếu xin cảm ơn tấm lòng của anh em, con cháu, giáo họ Khánh Thôn đã phải đây đọc kinh cầu nguyện kính viếng linh hồn ông an tôn cũng như chia buồn cùng tang quyến. Xin mời anh em, con cháu lưu lại bàn về nước để gia đình nhà Hiếu có lời cảm ơn.
cháu tổ thợ xây gồm cháu Thiện, Cấp, Quý, Côi, Ban tại thôn Hát Đoài sẽ về phòng tang dâng hương, dâng hoa, kính viếng hương hồn cụ. Xin kính mời đoàn. Rồi phút mặc niệm đã qua, đại diện thay lời cho gia đình tang quyến xin chân thành cảm ơn. Được tin ông 250 về với tiên tổ với tình cảm liên gia, em ông Thông Gia, ông Huân, ông Cẩy, ông Vinh, ông Điện, ông Dư về đây để kính viếng hương hồn ông cũng như phân yêu cùng gia đình tang quyến. Gia đình cô dâu cùng các con cháu ông Năng, Lực, Lựa, Lưu, thôn nhà sẽ về phòng tang dâng hương, dâng hoa, kính viếng hương hồn cụ. Xin kính mời. Được tin ông 250 về với tiên tổ, Hội đồng niên khóa 1991 xã An Ninh hội tụ về đây để kính viếng hương hồn ông cũng như thân yêu cùng gia đình tang quyến. Xin kính mời đoàn vào phòng tang kính viếng. Ông 250 về với tiên tổ, cháu Tùng Trinh, gia đình Tiệp Trang, bà Vân Ga, gia đình Tuấn Hiền, gia đình Đạt Lan, hàng xóm, ra với anh Luân Điện, người tế tử của ông, hiện diện về đây để kính viếng hương hồn ông, cũng như chia buồn cùng tang quyến. Xin kính mời các gia đình vào phòng tang kính viếng. Vâng, gia đình đại hiếu xin cảm ơn tấm lòng của các gia đình đã về đây kính viếng hương hồn ông. Ban tang lễ chúng tôi xin trân trọng giới thiệu và kính mời các gia đình cháu Quảng Hương, cháu Thi, Quang, Lâm, Toản, Tùng, Hạnh, Hoa, Hòa là bạn của Quốc Tươi, người con trai trưởng của cụ. Xin kính mời quý vị vào phòng tang dâng hương kính viếng hương hồn cụ. Xin kính mời. Gia đình ông bà chức thuộc giáo xứ Như Thức về đây để cầu nguyện kính viếng linh hồn ông An Tôn cũng như gia đình cháu Thanh Chiến. Được tin cụ 250 về với tiên tổ, các cháu đã về phòng tang dâng hương, dâng hoa, kính viếng hương hồn cụ. Được tin Chúa gọi linh hồn An Tôn về với Chúa, các gia đình cháu Mạnh Huế, gia đình cháu Quang họ Khánh Thôn, gia đình cháu Cần giáo xứ Như Thức cùng gia đình ông Phán, gia đình em Trình giáo xứ Như Thức, gia đình cháu Hoành giáo xứ Trại Mới về phòng tang dâng lời cầu nguyện kính viếng linh hồn An Tôn. Xin kính mời đoàn. Thank you.
Con và Thánh Thần. Amen. Cầu xin Chúa Thái Thánh Thần, người thương thâm viếng hồn con, ban xuống cho con hồng ân tràn chứa, trao rồi cho đám ngồi thánh đường. Nguyện xin Chúa ngồi ba, mời nghe niên khóa 1999-2000 là bạn của Thơm, người con gái của cụ, sẽ về phòng tang dâng hương dâng hoa kính viếng hương hồn cụ. Xin kính mời bạn. Là bạn của Hương Thơm, người tế tử của ông, về đây để kính viếng hương hồn ông cũng như phân yêu cùng gia đình tang quyến. Xin kính mời hai anh vào phòng tang kính viếng. Hai ông Năm, ông Hoạch ở thôn nhà về đây để kính viếng linh hồn ông An Tôn cũng như phân yêu cùng gia đình tang quyến. Vâng, được tin ông 250 về với tiên tổ gia đình Trung Ngọc là anh của Hiếu Ly về đây để kính viếng hương hồn ông cũng như phân yêu cùng gia đình tang quyến.
hai gia đình ông bà Tuấn, Bảo Long Làng, ông bà Hiếu Nhường, ông bà Vũ Thị Vượng về đây để kính viếng linh hồn ông An Tôn cũng như phân ưu cùng gia đình tang quyến. Vâng, xin cảm ơn tấm lòng của các gia đình. Gia đình Huy Hên thuộc giáo họ Mỹ Lộc, gia đình cháu Tình, gia đình cháu Quân, giáo sư Phú Úc về đây để cầu nguyện kính viếng cho linh hồn ông An Tôn cũng như chia buồn cùng tang quyến. Xin kính mời đoàn vào phòng tang kính viếng. Xin cảm ơn tấm lòng của gia đình bà Huệ thuộc xã Lộc Hòa đã về đây kính viếng hương hồn ông An Tôn và chia buồn cùng tang quyến. Xin kính mời gia đình bà lưu lại vàng và nước để gia đình có lời cảm ơn. Tiếp theo chương trình lễ viếng, ban tang lễ xin giới thiệu và kính mời gia đình ông Tằng thuộc giáo xứ Bảo Lâm được tin cho gọi ông về hưởng tôn nhan nơi thiên quốc. Ông đã về đây để cầu nguyện kính viếng linh hồn ông An Tôn cũng như phân ưu cùng gia đình tang quyến. Ông xin cảm ơn tấm lòng của gia đình ông khi đã lưu lại vàng và nước để gia đình có lời cảm ơn. Ban tang lễ chúng tôi xin trân trọng giới thiệu và kính mời đoàn của Hội đồng ngũ 2002-2004 xã Mỹ Thắng là bạn của anh Thù, người con trai của cụ, sẽ về phòng tang có vòng hoa tươi, có nén nhang thơm dâng lên kính viếng hương hồn cụ. Xin kính mời đoàn vào phòng tang kính viếng. Phút mặc niệm bắt đầu. Kính thưa hương hồn bác Trần Ngọc Thu, hôm nay được tin bác qua đời về với yên tổ, chúng con là Hội đồng ngũ 2002-2004 xã Mỹ Thắng sinh hoạt cùng con trai của bác đến đây có vòng hoa tươi, có nén hương thầm để
dâng lên bác, cũng như chia buồn sâu sắc cùng với gia đình để tỏ lòng thương nhớ bác, cũng như chia buồn sâu sắc cùng gia đình. Tôi đề nghị đoàn chúng ta hãy dành một phút tưởng niệm để tưởng nhớ tới linh hồn của bác. Thay lời cho gia đình tang quyến, chúng tôi xin trân trọng cảm ơn tình cảm quý báu mà tất cả anh em đã dành cho gia đình. Được tin Chúa gọi linh hồn An Tôn về với Chúa, ban ca đoàn giáo họ Thác Đông sẽ về phòng tang có lời kinh nguyện lên Thiên Chúa cầu cho linh hồn An Tôn. Xin kính mời anh em trong ca đoàn vào phòng tang cầu nguyện. Cho chúng con hôm nay lương thực hàng ngày và tha nợ chúng con như chúng con cũng tha kẻ con nợ chúng con, xin chớ để chúng con xa chớ cám dỗ, nhưng cứu chúng con cho phải sự giữ. Amen. Xin Chúa đoái thương đón nhận là bánh trắng kinh với siêu đồng thắm ân tình. Điệp lòng dâng Chúa, xin thương linh hồn An Tôn, thứ tha tội đời, ban nguồn hạnh phúc nước trời. Nguyện xin thương xót, Chúa ơi, nguyện xin thương xót, tẩy sạch tội nhớ vấn phạm. Nguyện xin xót thương, Chúa ơi, nguyện xin xót thương, dìm sâu trong suối ân tình, theo lượng từ ái vô hạn. Sáng danh Đức Chúa Cha và Đức Chúa Con và Đức Chúa Thánh Thần như đã có trước vô cùng và bây giờ và hằng có và đời đời trong cùng. Amen. Nhân danh Cha và Con và Thánh Thần. Lời cầu cho người đã khuất. Giờ đây thôi rồi người thân ra đi, còn đâu mà trông thấy bóng. Người thân mến đã ra đi mất rồi, để lại bao lối nhớ u sầu. Giờ đây giữa nhà treo hoa tang, đoàn con ngồi bên linh kiêu, vầy khăn trắng đang mang trên đầu và đôi mi ướt đẫm lệ sầu. Vực sâu linh hồn con kêu van cầu xin được Thiên Chúa tới mà tha thứ cho bao lỗi lầm, để được lên trên chốn thanh bình. Xin ngôi ai thứ tha linh hồn An Tôn được trở về trên nước thiên. Xin ngôi ai thứ tha linh hồn An Tôn được trở về bên Chúa.
Kính thưa linh hồn ông An Tôn, được tin ông qua đời, ban kim nhạc chúng con đến từ giáo họ Kim Phô, giáo xứ Nam Định, đến chia buồn cùng tăng quyến và dâng lời cầu nguyện cho ông, và được xin thay lời cho các con, các cháu của ông. Cha ơi, chúng con mất cha thật rồi, lệ rơi con tiễn cha rời thế gian, bóng chốc vỡ tan, nén hương đỏ mắt cuộn tàn vào thân, xót xa lệ nhỏ từng phần, vách quan tài cách ngăn đôi đường. Cha ơi, xa cách âm dương, gia tài bỏ lại chiếu giường trống không, cửa nhà bỗng chốc mênh mông, trắng màu tan khổ đau lòng biệt ly. Kiên sâu khóc tiễn cha đi, xé lòng con cháu khắc khi đời đời. Đau lòng con lắm cha ơi, cha đi để lại cõi lòng lỗi đau, tình thương vô hạn bấy lâu, sinh thành dưỡng dục bể sâu nào bằng. Trong giờ phút cuối ngày, xin cho biết ban kim nhạc chúng con được viếng ông một nhạc phẩm tựa đề Cho Con Thấy Chúa. Một phút vĩnh biệt, xin đoàn được bắt đầu. Thank you.
Cha và con và thánh cả nơi